Chào đây và tất cả các bạn, em là Trần Lâm Khang đến từ H45, nhóm trưởng Nguyễn Phúc Hồng Ngọc. Hôm nay em xin trình bày về chủ đề SaaS. Mục đích của video của em là: một, khái quát về SaaS và những vấn đề cơ bản; hai, SaaS Rise và vấn nạn ấu dâm hiện nay. Trước tiên thì mấy về định nghĩa, tình dục là hoạt động sinh dục của người, đó là một khái niệm rộng bao hàm nhận thức và cảm xúc về cơ thể mình và cơ thể người khác, khả năng và nhu cầu gần gũi về tình cảm với một ai đó, có những suy nghĩ và tình cảm giới tính, cảm giác hấp dẫn tình dục với người khác, các tiếp xúc tình dục từ động chạm cơ thể đến giao hợp. Lợi ích đối với con người qua hai tình dục được cho là nhiều lợi ích như tăng khứu giác, giảm stress, giảm huyết áp, tăng khả năng miễn dịch và hạn chế ung thư tiền liệt tuyến, những cử chỉ thân mật trong chăn gối và sự đạt cực khoái, tăng cường hormone oxytocin, còn gọi là hormone tình yêu. Về nguy cơ, ở Mỹ hàng năm có 19 triệu trường hợp bị lây bệnh qua đường tình dục, trên thế giới con số này là 340 triệu trường hợp. S gây ra bởi HIV lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục được mệnh danh là căn bệnh thế kỷ. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hàng năm S cướp đi mạng sống của 2 triệu người trên thế giới. Chlamydia là một bệnh đặc biệt nguy hiểm vì nhiều người nhiễm bệnh không có triệu chứng, khi không được chữa trị kịp thời có thể làm mất khả năng sinh đẻ sau này. Giang mai gây ra đau đớn đối với cơ quan sinh dục, điều này làm cho nó trở nên dễ gây truyền nhiễm HIV hơn. Phân biệt intercourse và outercourse. Intercourse, giao hợp, hành vi đưa bộ phận sinh dục nam vào trong bộ phận sinh dục nữ nhằm tạo ra khoái cảm tình dục sinh sản, còn được gọi là tình dục qua đường âm đạo. Ngoài ra còn có tình dục qua đường hậu môn, dương vật xâm nhập hậu môn bằng miệng. Outercourse, quan hệ tình dục không xuyên thấu, không xâm nhập, loại trừ các khía cạnh xâm nhập bằng hậu môn qua âm đạo, miệng, thay vào đó bằng các hành động như sờ soạng, thủ dâm. Tình dục an toàn là kích thích phù hợp để giảm các nguy cơ này. Sử dụng bao cao su và dụng cụ che răng được khuyến khích rộng rãi như là cách thức để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục. Thế đến là sex drive. Định nghĩa sex drive là bắt nguồn từ ham muốn tình dục, trước tiên thể hiện bởi một cảm xúc, những cảm xúc và tình cảm trước khi tràn ngập cơ thể. Sự ra đời của ham muốn đó vẫn là bí ẩn và khó giải thích. Hormone sinh dục đóng vai trò chính trong việc kích hoạt và duy trì ham muốn tình dục ở cả nam và nữ. Tuy nhiên, libido thay đổi trong từng giai đoạn sống của con người, từ khi sinh ra cho tới khi trưởng thành, mãn kinh, sau mãn kinh, già, thay đổi trong quá trình mang thai, v.v. Thậm chí các yếu tố môi trường như thức ăn, rượu bia, cách sinh hoạt cũng sẽ ảnh hưởng đến libido của nam và nữ. Về hormone nào quy định sex drive ở nam và nữ, ở nam giới, estradiol đóng vai trò quan trọng trong chức năng tình dục của nam giới. Estradiol ở nam giới là điều cần thiết để điều chỉnh ham muốn tình dục, chức năng cương dương và sinh tinh. Việc sử dụng estradiol ngoại sinh đã được chứng minh là làm tăng ham muốn tình dục. Ở phụ nữ, hormone quyết định chính đến ham muốn tình dục ở nữ là testosterone. Đây là một câu hỏi nóng, đàn ông 70-80 tuổi thường hay ấu dâm. Pedophilia vì lý do gì? Giải thích. Rối loạn ấu dâm được đặc trưng bởi sự tưởng tượng tái phát, kích thích tình dục mãnh liệt, thúc giục hoặc hành vi liên quan đến trẻ em. Ấu dâm phổ biến nhiều ở nam giới hơn so với nữ giới. Nguyên nhân chính là sự rối loạn hormone tình dục, là sự suy giảm nồng độ testosterone và sự gia tăng nồng độ estrogen. Ở độ tuổi 70-80 thì sự quá đà về ăn uống, bia rượu khiến lượng mỡ bụng ở nam giới tăng lên, dẫn đến trạng thái nữ hóa nam giới do gia tăng nồng độ estrogen. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.